Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. KTM 790 đúc 2008 chào thị trường Đông Nam Á, chốt giá từ 349 triệu đồng. Cái mẫu nước cơ bay 790 đúc 2008 vừa được KTM công bố mức giá bán thị trường Malaysia với hai màu tùy chọn, xám đen và cam đen. Cái mẫu nước cơ bay KTM 790 đúc 2008 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ với những đường nét sắc bén, tương tự với chiếc xe đầu bảng 1290 Super Duke A. Những chi tiết làm mới nó bật lên chiếc xe như cụm đèn pha trước dạng LED sát cạnh chia đôi thành hai bên. Hai bên yếm hông được vuốt nhọn hơn và bình xăng nhô cao hơn. Bên cạnh đó, ở phiên bản mới, chiếc xe không sở hữu cái bộ dạng khung lưới như trên các mẫu xe khác. Và điểm đáng chú ý kế tiếp là cụm ống xả đơn cùng với nguyên cái phần đuôi cũng được vuốt nhọn, khiến chiếc xe càng trở nên thể thao hơn. Ngoài ra, KTM 790 đúc được trang bị sẵn cái bảng đồng hồ TFT với tùy chọn kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth, cùng với những tính năng khác bao gồm hệ thống hỗ trợ xe số nhanh, điều khiển khởi động lái đa nhiệm, hệ thống đo lường các thông số động cơ IMU v.v. Hệ thống che của chiếc KTM 790 đúc 2008 thời mới nhất bao gồm cái phuộc trước dạng Upside của WB có cái hành trình 43mm cùng với cái phuộc sau dạng Monoshock có khả năng điều chỉnh tải trọng. Bánh trước của xe dùng cái đĩa 300mm đi kèm cặp heo 4x, trong khi bánh sau được trang bị cái đĩa với cái đường kính là 240mm. Xe được trang bị công nghệ chống bó cứng phanh ABS Bosch. Còn về hiệu suất, cái chiếc KTM 790 đúc 2008 được trang bị có động cơ DOC 2 xanh làm mát nội dịch, phun nhiên liệu điện tử trực tiếp với dung tích là 799 mã khối. Sức mạnh này cho công suất đa 105 mã lực tại vòng tua máy 9.000 phút, mô men sáng cực đại 86 cm tại vòng tua máy 8.000 phút, đi cùng với sức mạnh gồm 5 chế độ lái Sport, Street, Grand, Track và Super Moto. Xe được trang bị hộp số cấp. Cảm ơn bạn theo dõi clip này. Ngày lần kế tiếp nhớ like, subscribe.